Quý vị có thấy rằng là một người làm quan cả họ được nhờ phải không ạ? Phải cảm ơn Jenny hôm nay, tất cả các anh chị em nghệ sĩ local và tất cả khán giả đều đến ủng hộ cho Jenny. Thì Nga xin chúc cho gia đình Jenny và luôn luôn được bình an hạnh phúc và Jenny luôn được thành công. Thì Nga xin trình bày nhạc phẩm Tình Lúa Duyên Trăng của nhạc sĩ An Bình. Bao la.
ơi.